tất cả mọi người nhá. Hiện tại bây giờ là mấy giờ rồi anh em nào ơi? Bây giờ hiện tại là 6 giờ sáng của ngày mùng 2 tháng 12 năm 2023. Nói chung là thời tiết của Phú Yên thì nó khá là tối, nên ra là anh chị em theo dõi video thì hết sức là thông cảm nhá. Hôm nay thì hội tụ đầy đủ các gương mặt tiêu biểu trong cái làng nhà sàn bê tông. Đấy, có đây, xin chào mọi người nhá. Đây là em khách. Khả năng trời nó hơi tối một tí các bạn ạ. Mình sẽ bật cái bóng điện lên. Cũng không khá khẩm hơn mấy. Nói chung trời nó tối mà. Đấy, đây là em khách chuyên về bên mảng xây dựng. Nói chung anh em chơi với nhau. Đây đây, còn đây là em Hoan, làm đẹp hay không là công trình là có em Nam, Lý Nam nhá. Hôm nay là rất là may mắn anh em tụ họp ở tại nhà anh Quân. Anh Quân ok. Đấy, cả nhà ấy, anh em hôm nay rất là may mắn là có dịp cơ hội để gặp nhau ở tại một cái công trình gần như là hoàn thiện của nhà anh Quân đây rồi. Thì để hôm nào vào nhà mới thì Chiến sẽ quay kỹ lại hơn cái công trình này để cho tất cả quý anh chị nếu có ý định làm nhà sàn bê tông có thể là để tham khảo làm mẫu, và có ý, các bác xem để biết được, xem chơi cho nó sướng mắt được. Nó đâu nhất thiết là phải làm nhà mới xem được đúng không? Đấy, một cái căn nhà kẻ truyền hết sức là đẹp, có địa chỉ ở tại xã ở tại Bản Bông, xã Nam Phong, Tân Phong, huyện Phú Yên, tỉnh Sơn La. Đấy, phía trước là cái dòng sông Đà. Nói chung là hôm nay ngày mùng 2 rồi nhưng mà bác chủ bác ấy vẫn đang rủ đi anh em ăn sáng nữa, quay vội thế này các bác này. Ê, đấy, mọi người coi như là toàn bộ là hệ thống là ở trên phía đây là các bác ạ. Tí nữa em Chiến sẽ chèn cái video nhá. Tí nữa Chiến sẽ chèn cái video là hình ảnh nó đẹp hơn một chút vào đây để cho mọi người nhìn. Vì bây giờ thực tế là trời nó rất là khá là tối này, thế ra mọi người nhìn có thể là nó còn không được chi tiết, không được nét cho lắm. Đây còn những cái chia phần việc còn lại của thợ sơn thì còn chưa đâu vào đâu nữa. Chắc độ khoảng ngày 2 ngày nữa thì thợ sơn mới hoàn thiện cái phần việc cho gia chủ các bạn. Ở trên đây anh Quân ấy bằng cái gì? Bó thưng bằng cái gì? Anh cái này làm bằng gỗ. Toàn hệ thống bằng gỗ hết. Đấy, đằng phía các bác nhìn thấy đây là chỗ đây là gian thờ của gia chủ nhé. Gia chủ sẽ để cái gian thờ ở chỗ khu vực này. Còn toàn bộ cái phần xung quanh là sẽ được bưng bằng gỗ. Và trên đây anh Quân, anh chủ nhà anh có thiết kế là hai cái phòng ngủ ở khu vực đây. Như các bạn đã nhìn thấy thì nói chung là đến giờ phút này nếu mà Chiến quay lên video này mà không nói với các bạn là bằng bê tông thì các bạn cũng chẳng có thể nào là phát hiện được đâu là gỗ, đâu là bê tông đúng không? Đây các bạn nhìn này. Nếu mà không không chi tiết lên ở đây thì các bạn lại bảo là thì chắc là bê tông lại vẽ gỗ vào, nhưng không phải nha, hoàn toàn là ốp bằng gỗ. Và rồi sau đó là bê tông lại giả gỗ nữa thì đúng là cũng chẳng có thể phát hiện ra được là đoạn nào là gỗ, đoạn nào là bằng bê tông nữa cơ. Nói điện chung cho là được cầu rồi, Nam ơi. Nó chia đẹp. Ok, tuyệt vời. Chúng đi chơi chạy à? Đấy. Chúng đi chơi chạy à? Đấy, những cái họa tiết, những cái họa tiết hoa văn. Đây, hôm nọ hỏi các bác là anh chủ anh làm nghề gì thì vẫn chưa ai có thể trả lời được. Người thì bảo anh ấy làm bên quân đội, em đăng cái video lên ấy. Người thì bảo là làm bố đội, người thì bảo công an. Đố cho mọi người đoán lại lần nữa, nhìn anh ấy xem anh ấy làm nghề gì. Đây, xong nhìn cái trang. Cái này mà các bạn không nhận được ra là cái logo của cái hãng nào á? Logo của cái gì á? Có ánh sáng hay mất điện ngay bây giờ ấy. Đây logo, logo đây, logo của mất điện ngay bây giờ ấy. Đấy. Nói thế là các bạn biết rồi đấy, anh ấy làm chủ tịch của điện nhỏ, một cái thủy điện nhỏ các bạn nhá. Ok, khả năng là video sẽ dừng ở đây thôi các bạn ạ. Để khi nào vào nhà mới đi, khi nào anh ấy lấy cái chưa? Lấy khi mang cánh chưa? Khi nào anh ấy hoàn thiện hết cái phần việc đi thì em Chiến sẽ quay lại lần nữa để cho mọi người cùng xem nha. Tí nữa em Chiến ra phía ngoài sẽ quay lại một chút nữa cho mấy chị cùng nhau xem. Ở phía bên đây thì tất cả bà con ở đây người ta cũng ở nhà sàn rất là lâu. Đây các bạn nhìn này. Đấy, mọi người rất là, đây là còn ông là bác Thảo, bác bố của anh Quân. Ok cả nhà nhá. Bây giờ anh em sẽ có một cái đi nha, được chưa? Em cũng không nghĩ ra là cái gì. Hãy cầu thang này, cầu thang bác chủ đi trong nhà để trốn cái trộm cắp xâm nhập nhá các bạn nhé. Đây, mời anh đi trước đi.
Còn cái căn nhà truyền thống của một số cái đồng bào với tất cả ở trên ấy, thường người ta sẽ đi qua ở phía gian ngoài hoặc là đi qua gọi là cầu thang ngoài, nhưng mà anh chủ đây anh yêu cầu là cầu thang đi trong nhà, để nói chung là càng dần nói chung là trộm cắp như rươi ấy anh nhỉ. Làm này để khóa cho nó chắc ăn. Còn phía khu vực ở dưới đây thì anh có quay hai cái phòng ngủ các bạn nhé, hai phòng ngủ thì và khu vực nói chung là gian khách, nói chung là khá là rộng đấy. Ở đây thì nhiều cái để chính còn phải chia sẻ với các bạn ở trong những video tiếp theo thôi. Về đường kính, tất cả về đường kính này, về chiều cao thì các bạn có thể lục lại cái video cũ ở trong cái video video gốc nhé, cái video mà Chiến quay về phần khung ấy, để mọi người có thể tham khảo. Còn đây là hệ thống, sau này anh ấy còn vẽ trần mây ở khu vực này nữa các bạn nhé. Chứ còn bây giờ thì chưa ấy đâu, bây giờ thì chưa hoàn thiện đâu. Chẳng qua Chiến tiện ghé qua đây chơi thì quay lại một chút để cho các bạn tham khảo thôi. Anh ấy có những cái bộ lục bình bằng gỗ hương cực kỳ là đẹp. Cầu thang này đi trong nhà các bạn nhé. Đẹp đúng rồi. Nói chung là để so với lại một cái gia đình cỡ độ khoảng một, gọi là một thế hệ gia đình thôi. Các bạn ở đây thì vô tư luôn. Các bạn có thể tận dụng được cả tầng trên, tận dụng được cả tầng dưới, và sinh hoạt này nói chung là nó rất là hợp lý trong cái tầm tiền. Nói chung là giá sau khi hoàn thiện cái công trình này, các bạn cứ dự trù cho em Chiến độ khoảng tầm cỡ từ 700 quay đầu đi, thì các bạn sẽ có một cái công trình nói chung là hết sức là đẹp. Đây, các bạn nhìn này, trữ lượng gỗ nó quá nhiều gỗ luôn, sợ thật. Sàn, một gian hai trái đã hoàn thiện ở tại Bản Bông các bạn nhá. Tất cả những cái còn một số cái phần việc còn lại là bên thợ sơn em Nam là em sẽ hoàn thiện nốt. Còn đến thời điểm hiện tại thì công trình rất chi là ok rồi, toàn bộ hệ thống là lợp ngói trần. Có một số bạn hỏi Chiến là cái trần đấy là bằng cái gì. Các bạn nhìn, nếu mà nhìn từ như vừa rồi Chiến quay là nhìn từ đây thì các bạn không thể hình dung ra là chất liệu bằng cái gì đâu. Nhưng các bạn nhá, đây hoàn toàn tất cả là bằng bê tông cốt thép. Và cái trần đấy thì không phải bằng bê tông. Đấy các bạn ạ, trần đấy thì toàn bộ anh dùng bằng gỗ. Gỗ ở đây thì là bằng đây, những cái cây gỗ anh ấy lịa ra đây này các bạn này. Chả biết là gỗ gì nữa cơ. Chai. Gỗ chai à, chai với gỗ gì. Đây. Đấy các bạn, đây là nguyên, nghĩa là nguyên cái bản mộc của nó này. Đây là nguyên bản mộc này. Đấy, còn ở phía đây là phía sau khi đã thành phẩm ở trên đây. Ok, sau khi thành phẩm. Thế thì sáng nay mới nghỉ. Vâng vâng, ok các bạn. Rồi bây giờ anh em sẽ theo chân anh Quân để đi. Thế mày không đem xe à? Anh không phải đem xe à? Không. À. Thế tốt rồi. Xuống chào bà cái. Anh em cứ tí nữa em về luôn thì không quay lại nữa. Hiếu đi với Chúa không Hiếu? Tí ra bắt tay vào chủ sau, chào bà cái đã. Xong chưa Phi ơi? Xong chưa? Ok. Mũ bảo hiểm của anh ở xe. À quên mất, anh còn cái quần này để tí lông vào nữa. Đấy các bạn ơi, đây là toàn bộ cái phía mặt tiền của công trình đây. Đấy, các bạn nhìn, nói chung là tận dụng được hai tầng mà, tầng trên tầng dưới ở rất là thoải mái, rất là ok luôn. Đấy, phía trên được anh chủ anh ấy mở một hai cái cánh cửa để đi thẳng luôn hướng vào nhà mặt tiền. Nhà thì tam cấp, sau này sân sẽ nâng lên một chút nữa các bạn nhé. Đấy, ok. Đấy. Bà ơi, con xin phép nhá. Con đi mấy nữa. Ấy thì con quay lại thôi. Vâng, vâng chắc. Hôm nào lên nhà mới về. Vâng ạ. Vâng vâng. Vâng vâng. Ông ơi, đi ông ơi. Đi. Đi ông. Đi ăn sáng. Thuyền nó đưa mình đi thôi quá. Vâng. Chào nhá bạn ơi. Ừ, con chào ông nhá. Vâng.
Dạ. Thôi thôi thôi, để hôm nào sang nhà mới. Được, kêu không được. Chị ơi em xin phép nhé. Vâng, em lại sang nhá. Vâng vâng vâng, ok. Vâng, em đi ơi. Đi Hiếu. Đi chú. Đi bác Quân, tí bác Quân lại đưa về thôi. Ở đâu? Thuyền đến chưa? Hả? Đến rồi hả? Ok nha các bạn ơi. À, hẹn gặp lại ở công trình này là công trình tiếp theo. Bây giờ anh em sẽ đây, đưa được cái áo đây anh cầm nhé. Mặc luôn. Cái đầu của nó đâu? Ở đây đây. Mắc cái gì đây? Kẹp quá. Ôi giời. Ôi giời. Bye bye nhá, về Yên Bái đây. Anh em cứ tự nhiên thôi, trời. Còn đội tí chiều 2 giờ em mới đi được. Ừ, làm xong làm uống rượu mới được. Được lắm. Ô, uống rượu mày đi nào được nữa. Bây giờ cậu cũng không có bằng nữa. Bây giờ đã rượu nó chết chắc. Ở nhà bên kia cũng bảo em sơn hết, chắc là tí là ông đi ăn cơm xong chốt luôn. Ông gọi thì qua nhà xây thôi, nhà xây ở đây làm gì đã có ai làm nhà sàn bê tông đâu. Ok. Đẹp chưa các bạn ơi? Đây là chỉ là một, nhưng mà giờ nói thật với các bạn nhé, sông Đà thì nhìn từ trên cao xuống rất là đẹp, nhưng từ dưới lên chỉ hai vách núi thoăn thoắt thôi. Đấy là theo cái nhận chia sẻ thật của Chiến là nó chỉ có vậy thôi các bạn ạ. Vì nó ở cái dòng sông hay nhìn lên hai bên là chỉ có vách núi thôi, gần như là không có cái gì để chơi. Nó thật luôn, chẳng có cái gì để chơi. Chứ còn không phải nói thế như vậy là để đấy là theo cái chia sẻ của mình thôi. Còn các bạn là sẽ đến đây để trải nghiệm nhé các bạn nhé. Đấy, còn phía nhà anh Quân kia view cảnh nhìn một phát từ đấy ra dòng sông Đà đây. Ok các bạn nhá, hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi đến giây phút này.